Vâng, xin chào quý vị bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và để chào đón năm mới thì Ford cũng đã ra mắt một phiên bản mới của chiếc Ford Ranger. Đó là phiên bản Ford Ranger 2 cầu, có tên gọi là Limited. Và chiếc xe này thì đã được bày bán chính thức tại các đại lý của Ford và có mức giá niêm yết là 800 triệu đồng. Và trong quá trình tiếp xúc khách hàng thì mình nhận được khá nhiều nhu cầu về sử dụng một chiếc xe bán tải. Đó là anh có nhu cầu mua một chiếc xe để chuyên chở đi lại công việc này, thì chúng ta có XL, XLS này. Anh có nhu cầu chúng ta có nhu cầu đi lại gia đình, công việc, chở đồ, và quan trọng hơn cả đó là gặp mặt đối tác làm ăn, thì chúng ta có phiên bản Jaguar Type-R. Vì tuy nhiên thì Jaguar Type-R thì với nhiều khách hàng nó lại là một chiếc xe khá đắt tiền, khi cái mức giá niêm yết là 918 triệu, và để hoàn thiện tại thời điểm này thì cũng sẽ mất đâu đó khoảng hơn 900 triệu. Với Jaguar Type-R 2 cầu nhưng mà cao cấp, rất nhiều option đấy, thì chúng ta có thể thấy cái mức giá có thể là một trở ngại với khách hàng. Tuy nhiên cũng có nhu cầu là anh đi chỉ đi trong phố thôi, không cần thiết 2 cầu, thì anh có thể lấy Wildtrak số tự động 10 cấp 1 cầu, mức giá dao động khoảng 800 triệu. Mà với khách hàng cân đối tài chính một chút, cái mức tầm tiền bỏ ra vừa phải, tuy nhiên chúng ta vẫn có một chiếc xe vô cùng bắt mắt, đầy đủ tính năng thông minh. Và hơn cả, nó có 2 cầu số tự động full option và giá cả rất vừa phải, hợp lý. Sơ qua về chiếc Ranger Limited này thì chúng ta có thể thấy đây, hệ thống đèn full LED ở trên Ranger Wildtrak và Ranger Everest, giải đèn LED định vị ban ngày cũng được trang bị trên đây, và đặc biệt nó là cái mặt ốp mạ chrome duy nhất trên phiên bản XLT được trang bị. Wildtrak cũng chỉ là ốp ốp đen, ốp thường thôi, chứ không được ốp chrome sáng bóng như này. À, tất nhiên rồi, về cái mức giá 800 thì chiếc xe này không được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm phía trước bằng radar. Đó. Ốp trước, ốp sau, mạ chrome. Bàn về phần đuôi xe thì chúng ta có ký hiệu 4x4 2 cầu, và với đó là cái hệ thống đèn hậu. Nó là đèn halogen projector giống trên các phiên bản khác thôi. Và trên phiên bản này thì cũng không được trang bị lót thùng cao su. Đây, quý hàng có thể thấy cũng không có thanh trợ lực giống như Wildtrak, được nâng lên hạ xuống khá nặng. Logo Ford và camera lùi ở đây. Đó, phiên bản Limited. Giống như trên XLT thì các phiên bản này cản trước và cản sau sẽ được mạ chrome, đi kèm với đó là 4 cảm biến phía sau. Khá là nhiều option cho một chiếc xe chỉ hơn 700 triệu đúng không ạ? Cái mâm bánh ở trên phiên bản này thì chúng ta vẫn sử dụng bộ lốp 265. Tuy nhiên thì cái mâm này chỉ là mâm 18 inch. Và mình có nói với quý khách hàng ở trên video Wildtrak 2020 thì cái la răng mới đã đổi về la răng 6 chấu. Và cái la răng này thì chúng ta thấy cái thiết kế nó khá giống với phiên bản Wildtrak 2019, thì tuy nhiên nó lại không được tinh chỉnh, nó không được nhiều họa tiết và ốp như ở trên Wildtrak 2020. À, mình xin lỗi, Wildtrak 2019. Đó, kiểu thiết kế thì vẫn vậy. Bậc này thì là bậc của Ranger Wildtrak này. Đấy, bậc ốp chrome. Còn ốp trên XLS thì chỉ là ốp cơ thường đen trơn. Đấy. Tay nắm mạ chrome, tuy nhiên thì chưa được đẹp như ở trên Wildtrak. Và cái mang cá này ở phần thân xe thì chúng ta có ký hiệu phiên bản Ranger, tức là động cơ turbo đơn. Đó, một dòng Limited mạ chrome cũng rất là đẹp, trang bị trên thân xe như này. Gương to xi nhan cũng ở trên gương luôn, nó giống Wildtrak đến 70-80%. Nhưng với cá nhân mình thì cái mặt ốp này đẹp hơn Wildtrak, và mình sẵn sàng xuống tiền để độ cái mặt
và mình sẵn sàng xuống tiền để độ cái mặt ốp crow cho trước vai trách nếu như mình có điều kiện. Rồi ok, mình vào xem nội khoang nội thất trước đi. Thì hiện nay đây quý vị đấy, cái màn hình cảm ứng này cũng đã được trang bị trên tất cả các phiên bản, chỉ duy nhất phiên bản Wrangler XL phiên bản thấp nhất thì chưa được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch, còn lại thì toàn bộ đã được trang bị màn hình cảm ứng kèm theo xe. Trên vô lăng này thì chúng ta có thể thấy nó khá giống với phiên bản WiTrax một cầu khi có đầy đủ cruise control cũng như là giới hạn tốc độ lim. Trên phiên bản này thì cái vô lăng này nó có được ốp da, nhưng tuy nhiên thì chỗ này nó lại là nhựa. Đấy, ốp nhựa ở đây. Các mặt, các chi tiết về nội thất thì cũng không được quá cũng chỉnh chu, cầu kỳ hay là khâu chỉ màu như là WiTrax cũng như là ký hiệu tên phiên bản trên mặt táp lô như này. Mặt táp lô này thì là táp lô nhựa thôi, không phải là táp lô ốp da. Xin lỗi vì trong này nó hơi tối. Đây thì quý vị các bạn có thể thấy thì ở đây chúng ta có khải cầu 2H4H4L, hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Chúng ta có cân bằng điện tử này, khóa vi da cầu sau này, và có hỗ trợ đổ đèo leo dốc. Đó, một cổng sạc USB, một cổng 12V, điều chỉnh âm thanh, âm lượng và điều chỉnh điều hòa. Đấy, nút start stop khởi động thông minh. Bốn cửa gió điều hòa. Và ở phía trong này là một cổng sạc USB. Cái bệ tí tay này thì nó hơi khác một tí. Đây, các bạn có thể thấy đây. Thì cái này bình thường với các xe khác ấy, thì cái phía trong này nó khá là sâu và nó không có cái nắp đậy như này. Thì trên phiên bản này thì lại được trang bị một cái nắp đậy ở phía trên như này. Đấy. Đâm ra thì cái diện tích để đồ thì nó khá là ít. Phần phía trong thì trên phiên bản này sẽ không có hệ thống chống ồn chủ động, tuy nhiên thì vẫn có hộp số 10 cấp và động cơ turbo đơn. Đó, ghế thì là ghế da, camera lùi, màn hình 8 inch hiển thị cũng khá hay, tuy nhiên thì ghế chỉnh cơ hơi buồn tí.